mình sẽ nướng lên cho các bạn xem nha. Cháy quá các bạn ơi, dễ là nó sẽ chín. Vui dánh rồi chín rồi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Phúc. Hôm nay mình sẽ quay video clip nói về cảm giác mà khi bắt cua đồng là như thế nào. Sẽ nướng cua bằng quay diêm. Nào, bây giờ tụi mình sẽ đi bắt cua như thế nào nhé. Okay, bây giờ mình sẽ hy sinh cái làn da này, mình xuống thử đó bắt cua và nướng que cho các bạn xem nha. Mẹ ơi, người ta chạy, chạy tới giới các bạn ơi. Ừ. Ở đây có hàng các bạn ơi. Đi xem có cua không nha. À nó sâu quá. Ui da. Nó sâu quá các bạn ơi. Ui da. Chà, có cô, cuối cùng cũng có cô rồi các bạn. Number. Đi xem nè, hồi nãy giờ đi gần cả tiếng đồng hồ mà mới bắt được con cua, mà bị gãy càng nữa chứ. Thôi mình vô mình thử nướng quay diêm cho các bạn xem nha. Con gì vậy? Con gì đâu? Đây nè. Con gì trời? Con gì? Không phải. Đây nè. Đây coi đây nè. Con gì thiệt kìa. Ê Khước kìa. Mày đi bắt cua mà nhiều chuyện. Đâu có con gì? Đâu con gì bên đây? Con gì đó. Sợ. Không đại con đó đi. Xuống dưới. Baby vlog mà không biết bắt cua, không biết lời nhựa, biết gì chưa. Cái gì? Cái gì? Chết rồi, mình rửa tay mà mình quên rửa con cua luôn các bạn ơi. Trời đất ơi, coi hai con mẹt đó nó ngồi nó ăn tính bơ luôn kìa các bạn. Ôi trời ơi. Thôi. Ăn gì vậy hai con mẹt? Ăn cá dồ. Ăn cá dồ. Vậy quay ăn vậy luôn hả? Quay hoài vậy luôn hả? Giống như hai người nguyên thủy vậy á. Vậy luôn. Thôi cái răng thấm là nó cà vậy luôn. Ôi lắm. Nó cà cái này mất. Cái đó là gì cà vậy? Nè ăn không? Hai cái muỗng nguyên thủy kìa. Không. Cắt đi. Để với hai còn ba cái dừa kìa. Không ăn. Thôi bây giờ mình đi bắt cua. Mặc kệ đi, mình đi gỗ cua rồi mình đứng bây giờ các bạn xem nha. Cua mẹo đi cô. Xuống đi. Rồi, mình sẽ chuẩn bị lấy quay diêm và mình sẽ nướng cua cho các bạn xem. Đây, mình đã chuẩn bị mọi thứ xong hết trơn rồi. Các bạn thấy không? Con cua nè. Bắt nguyên cả buổi trời được con cua. Mới gãy càng nữa. Giờ mình sẽ tháo quay diêm này ra. Rồi mình sẽ bó thành bó. Mình nướng cua cho các bạn xem.
mình đã gói con cua vào giấy bạc rồi, mình sẽ nướng lên cho các bạn xem nha. Cháy quá các bạn ơi, dễ là nó sẽ chín. Cua dẫm rồi chín à, chín còn nó cháy than nữa mà còn gỗ dưới nè. Mình sẽ mong nó chín. Nó có mùi khét khét rồi. Bắt đầu nghe mùi thơm rồi đó. Chỉ là nó chín rồi. Ủa con mấy tuổi rồi? Em 16. Nóng quá. Bây giờ bắt đầu lấy ra. Mình nghĩ là nó chín rồi. Mình sẽ lấy ra và mình sẽ thử xem. Mình ăn thử xem cho các bạn xem nha. Ok, bây giờ nó đã nguội rồi, bây giờ mình sẽ gỡ ra, bây giờ mình thử cho các bạn xem nha. Chà, nó chín. Ăn cua chín kìa bà Thám. Cua chín rồi nè. Thiệt ăn được rồi nè, nó ăn nè. Đây, quay mặt tôi. Ok, các bạn xem nè, nó đã chín rồi. Nó vàng, nhìn cũng đẹp ha. Đây. Ok, bây giờ mình nghĩ là mình ăn cái càng của nó trước. Cua gì mà có con càng một hả? Cái mặt tôi ấy. Bạn cua ơi, mình không nỡ ăn bạn đâu nha. Nhưng mà nguyên một cái đồng như vậy, bắt một tiếng đồng hồ mà có một con cua. Ừ. Thịt nó cũng ngọt đấy các bạn. Cũng ngọt lắm các bạn. Bạn nhớ nha, cua nướng que diêm thịt ngọt lắm. Bạn xem thôi đừng nên thử. Mệt lắm hả? Nó mệt lắm. Nguyên một cái đầu mà bắt được con cua mà con cây càng một càng nhỏ nhỏ xíu nữa. Ngon quá, ăn mình luôn rồi. À, bộ ngon lắm hả? Thì đó, chín rồi. Chín nè. Phải làm chơi ăn đi. Phải làm cái chấm á. Phải làm cái chấm ha. Ừ. Là chị phải ăn không? Ú ú vậy. Giống như mấy cái bà ở trong kia sợ làm cái. Làm á. Vậy hả? Không. Cảm gì nãy hả? Ừ, ăn xong mày thấy người trong rừng á, trong đất à. Nghe hả? Ok, mình đã ăn hết con cua rồi. Nếu như các bạn thấy clip của mình hay thì bạn nhớ like, subscribe và nhấn chuông thông báo bên phải giúp mình nha. Để mình có thể phát triển quay nhiều clip cho các bạn xem. Ok. Bye các bạn.